Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Tour, một mẫu xe địa hình của Mỹ mang model PH2 Cross Country, được trang bị một cái cấu hình rất là cao, cấu hình DOG, Shimano DOG. Và bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Đấy, toàn bộ phần khung của chiếc xe thì được làm bằng nhôm, lốp sơn nguyên bản. Đấy, tổng thể chiếc xe thì còn rất là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ do là quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Với cái mức giá rất là rẻ, chỉ có 8 triệu, hơn 8 triệu. Và các bác đã được một cái cấu hình DOG rất là cao cấp. Đấy, bộ chuyển động, gạt đĩa đều là Shimano DOG. Mayu Mitchell. Trên này cũng trang bị bộ tay bấm DOG, phanh dầu của Shimano. Bộ bánh 27 inch, 27,5 inch. Đồ đĩa trục rỗng. Giám sát vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Và chiếc xe sẽ phù hợp với các bác từ khoảng 1m57, 58 đến 1m70 khi là phù hợp. Bị 10 tầng lít là 2 tầng đĩa. Chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 8,3 triệu. Nó ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, rồi nhấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.